bà đây cứ chỉ bật đáy để ru bài sru sru để chẳng hạn thì tham mưu viết na bài sru 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 năng mấy sru năng nè khác có cốt cứ tham sru rồi nè khác có cốt cứ thật sru đấy chẳng ta về khó này chẳng nếu cứ chỉ đại rồi bỏ bỏng say mình nè ai dục sai sập năm à vậy được nhóm giáo hai nơi không tin lý cứ khi nhóm mình bằng hai chưa ra thế mọi vị tổ nó bị vế nhà lời nó cứ nhóm chi diễn thư vị tổ đi khai khai nhóm dạy tầm môi chùm nói môi chùm nói chẳng cứ à vậy được nhóm trong bình dô nơi không ngày nấy cứ trong bình dô ông bị sai vì sana đó bà sai vì sana chia thua mà đã sai vì sana cần lại chấp đạo này sai vì sana lời nhóm cụ cần lại bảo vệ cứ nơi trong cần đá bạt đại bao giờ nơi lại nữa cần đá bạt đại nắng hơi vừa rất tự chấm mà riêng đại cần đá bao giờ chỉ thôi đá cứ vừa rất bài này xóa chụp lại nữa rồi có vừa rồi xóa chụp bao giờ chẳng hạn bà rất xóa chụp bao giờ xóa chụp bao giờ thì mỗi sai về sanh cứ mình trở pa chỉ mỗi nắng sai chỉ vật tỷ nữa bà sai về sanh gì giống sai tổng óc cứ mình cua pa sai chỉ vật đi chẳng sai chỉ vật tục ở sai chỉ vật rốt xa tại anh cho thái của mọi bác vì lỡ sai chỉ vật nơi tình án ít sai chỉ vật nơi tình hại sai chỉ vật nơi tình năng ok chẳng bảo kia kia tất cả mọi bác chẳng sai việt sinh đại lỗ cứ sai việt sinh để đầu về trần tự hơi rồi smooth lỗ xa đôi mình bác cho mọi nâng sai chỉ vật tì chẳng hãy từ bộ khiêu ở linh ok chẳng ưu thôi chẳng ok này cho nên cái hai thật sai viết sản đại sát bình tay chùm bước sai viết sản đại trăng bẹp nắng chỉ tu tử cứ bộ cổ nắng có trả để thua cả nghe ấy đòi băng từ lỡ chùm hô khuôn ảnh vì này thầm nó bộ ba mút tử khuôn ảnh tái chục vậy phép chúc chơi bỏ quát cứ cả lãng bị cái hậu siêu mình mệt cả lãng bị cầm lặng như chim bò dường nâng ấy đòi to đây mà đòn vì mẹ chưa sầm nàng đòi ta mà dạo thôi bỏ sấy phía trang bỏ đây bỏ pro đây sao bỏ bôn đã miên ấy gọt thì chỉ tu tớ nó bê đặc sai với sân à tròn lưng chom bị cô lãng từ đó trong bài này nhé bà bốn tài ឧទាហរណ៍រណតនគិតថាប្រសិនបើខ្សែវាសនានឹងវាអត់អញ្ចឹងទេឬខ្សែគាត់នេះខ្សែវាសនាគេវារត់ចេញពីភពចានជួយឡើងមកយេះវិញអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានខ្សែវាសនារត់ឈៀងអញ្ចឹងរត់ឈៀងចូលភពចានអញ្ចឹងភាកច្រើននៃបុគ្គលនឹងឬក៏តាមទ្រឹស្ដីបទនៃខ្សែវាសនាដែលមានទម្រង់បែបហ្នឹងគេហៅថាខ្សែវាសនាដែលរស់ស្រួលរស់ស្រួលហ្នឹងសំដៅដល់ថាភាពជោគជ័យរបស់គាត់ភាពច្រើនមិនសូវកើតចេញពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ប្រមាណទេច្រើនតែកើតឡើងពីអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញគាត់ស្និទ្ធមួយគាត់ឬក៏ពុកម្ដាយនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាជាទូទៅអ្នកដែលមានខ្សែវាសនាបែបហ្នឹងច្រើនតែជាកូនអ្នកមានភាកច្រើនមិនទាំងអស់ទេភាកច្រើនហើយបើមិនមែនកូនអ្នកមានទេក៏ពេលខ្លះគឺអ៊ំអីខ្លួនឯងជួយយកមកចិញ្ចឹមមកឲ្យរៀនសូត្រអីចឹងទៅមានន័យថាភាពជោគជ័យរបស់គាត់ហ្នឹងច្រើនតែអ្នករដីនោះជួយជ្រោមជ្រែងអញ្ចឹងណាហើយដៃគាត់នេះអឺមិនអននេះទេគាត់ធ្វើការងារខ្លួនគាត់ហ្នឹងប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពីដើមមកគាត់កូនអ្នកធូធាអញ្ចឹងគាត់អត់មានលំបាកអីទេដល់តែគាត់អឺស្ងាត់បន្តិចអឺតែតែគាត់ចេញរៀនចប់ធ្វើការធ្វើងារអីទៅគាត់មិនទាន់ធ្វើការតែចេញធ្វើការយូរយូរទៅបានប្រហែលឆ្នាំហើយឡើងការងារខ្ទើខ្ទើតបានប្រាក់ខែរាប់ពាន់ទៅចុងក្រោយមកប្តីហ្នឹងក៏មកតដឹងយកទៅបាទដឹងយកទៅដីហ្នឹងក៏គេមានផ្ទះមានឡានមានស្អីសក់គ្រប់ហ្នឹងទៅក៏រកស៊ីឡានក្រើក្រើដោយគេផ្លុំពើតប៉ោងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាពជោគជ័យរបស់គាត់ភាកច្រើនគឺវាមិនមែនកើតចេញពីបុគ្គលហ្នឹងឯងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកន្លងមកច្រើនហើយភាកច្រើនគឺជាកូនអ្នកមានហើយគាត់កូនអ្នកធូធាដែរអញ្ចឹង
bột xong đây máu thu thiên nha tiết bột kia phạch tới pi bột pi pram mệt buồn nè rồi còn môi bột môi mệt pi bảy chẳng cứ thời còn nó thu thiên để sai chẳng ngày hai bờ sai được sai bột hòm đấy ở tế chỉ tu tới cứ môi bột môi pi tầng bờ hãy chụp chế môi dùm hiếm ở đó môi dùm hiếm ở đó tay đó tay đó tay cho lòng cắt cái hai thằng phiếp lùm bạ tại bậc sai đã cao bẹp nắng cắt cho phụ bị chăn bẹp nắng hai bọn bộ khá đại mớ thắng gu ná phụ bị chăn đại mớ ớt mớ vì tổ xây chết đó mớ được đăng anh chân cứ bê đại cho vì phụ bị chăn tờ làng bẹp nắng cứ chứ tụ tớ cứ có ru sổ rồi đó bà đang nhầm ở đây nhầm chồng bị chết hãy phía chả ơn tại mặt đó cứ có chú chất phương đầm nào chả ơn hay mà nước mà chúng nó thông nó cứ có nơi cài bật tế nè đầm yên xài vì sao ná bài hợp nâng tại bỏ ọt tế có chú cháy phía chả ơn chênh màu bị cài bật tế vinh hơi tùm rong xài anh chẳng có miên tùm rong xài nè khăn hồng đài nâng có miên khí nhông mùi đài bần tay khí nhông mân tùm rong đuôi cột chẳng tại mặt đó hay còn để thác châu khăn hồng phục bạch chán đài chúng như tu tới được khi nhom phơ càng nghe này chẳng được bạt đầy được ấy nấy cứ bị đau máu mình mềm nè cầm trâu nó sọc mày thế phía chả ăn cứ mày dưỡng nè ẩm rách nữa ấy nó tê nè cầm trâu bị đau máu chả ăn nó cứ chẳng cào máu thế bạn không mày không sọc nó cầm trâu cào gì vậy á chẳng đã làm miếng xài bài nắng như tu tới qua tay để chuột giấy nở phơi ngay nè lại ngay chả ăn riêng lại chật bầm chẳng thế cứ có từ nơi cào bật tay lại mặt đòn chẳng á bà anh nó quay đại khi nhóm trong bình dừa hơi quay đại khi nhóm trong bình dừa là bàn chỗ bàn nó cứ thả sai cống cho phổ bị chán cứ chụp chế rồi bài sru sru phía chỗ đó thì câu nợ miến bầm chẳng thế bàn qua đây nợ miến hai bậc sai trắng như tu tới câu nợ miên cái đó cứ trời lủng bạ trên rô si ấy là hạt trái ai trường tới hai bạn khai chế nợ miên cào vậy nhé miên đôi khi cái này là mối miên đời cả lủng bạ mối tiết miên đời cả sùn hỏi hai đấy bạn nẹt lá có thầm sùn là nó xài lực cột kịch ra nè đây còn đấy còn đặt thư ca nghệ tức là bữa đây còn nó rập rồi tại sao bữa đây còn miên chìm nâu là này trường tới có tốt ấy còn nơi tiêm mưa cồn mưa bay như trường tới chắc bài như vậy đó hình chứng áp hiệp chụp chạy đó cứ cắt lá ruộng nếu để ra vào đấy hay còn hạt sợi và ăn thử càng nghiệp thì mày nó sợi ấy thì còn thử càng nghiệp thì hạt tình tái còn đại viên mình tự ngại chẳng á hai mình được phía trở anh chặt tục thả càng nghiệp bài nó cứ gì càng nghiệp sửa thôi bàn tay đẹp lá của con thả nơi tiếng cô mình được sửa đại chẳng á nè hai chấm po than nơi test rùa rư mình rùa khi nhom xong mình thôi cả vì đầm lại thế xong bằng bổn vì đầm lại đặt bẩn tụ được luôn ai cho pro ấy khi nhom miền sệt ấy yuta thì cài đầm bây từ vì đầm lại rồi coi trên xa cầm thả khâu trời ấy lên nâng tê vận tải khi nhom chân thì dây thá pro sân bà miền xài đai bài nâng cứ chỉ tụ tới cứ phiêu chụp chạy nâng mình sơ cả là vì cần nạp lại luôn ai thế nát bà hàng nhiều khi chả ăn để mình xài vì sao bài đang gì tu tới chỉ câu nợ miền miền này thà cột cao máu miền lôi sạp ai mà ở cột chạy ỏi chẳng cột rau xì ini đại vận tài chuồn cá tới rập bò rau xì nó mà ở ỏi tiệt chẳng á chả nên cái hạ thà sầm nang pi cầm nao chẳng khi nhom co mình ai chuyện này anh kế hơi co mình bắt tốt kế đa năng thương mạch thế bây giờ chuyện nào giờ từ cao câu nợ miền ở từng ở kia từ thương mạch bởi vì chẳng chẳng cứ vậy nên trong một chỗ đặt bắt năng thì nát bà hay xua thay chỉ vứt con nó về bà nát ra thế bà đai thì cứ xài cát đấy bòn bòn dẹ này xài cát đấy bụp bụp này xài cát đấy bòn bòn dẹ thế này nè anh đang cứ sợ tay thì chụp ảnh hà rồi đúng không chẳng á cát xài với sna đúng viêm đai miên rừng là o thế à xài cát xài với sna đúng là này miên xài về đồ lấy chỗ mà chơi tiếp ạ nè đấy chẳng tới có chuộc rương vị bát này hà là đai là khả năng nâng rồi ấy chẳng việc xài về đồ máu cho tới phun kia đây mà đòn chẳng á chẳng là nâng cái hà chả răn phương vị chlòng ơi chẳng có miếng bánh hà đài tại khi nhóm xong mình thì dây lùm ạch đấy dây bánh nâng có mỏi về nhá bà chẳng chun bòm nàng lõi mà điệp lìa chuộc nế bì cào bà ọc quần